Hơn một năm qua đấy, trong khi mà rất nhiều ngành nghề gặp khó khăn vì cái Covid-19 đang bùng phát thế giới, thì Digital Marketing tăng trưởng hơn 100% các bạn ạ. Trong khi rất nhiều công ty đang phải hoạt động cầm chừng nè, những công ty ứng dụng về Digital Marketing thành công đã tăng trưởng nhanh chưa từng thấy. Tuy nhiên là các hoạt động Digital Marketing riêng lẻ như là quảng cáo trên Facebook, Google thì không còn hiệu quả như trước. Và để thành công trong môi trường hiện nay, các công ty phải sử dụng về cái Integrated Digital Marketing hay viết tắt là IDM. Và hôm nay thì tiến sĩ Hồ Đắc Nguyên Nhã, thì cần gọi là Nhã Hồ Đắc, phó giáo sư Digital Marketing của trường đại học ở San Francisco, Hoa Kỳ, sẽ chia sẻ cái đề tài này trong buổi hội thảo trực tuyến được tổ chức bởi Gematech, với các nội dung được cover trong hội thảo như sau. Integrated Digital Marketing hay IDM là gì? Tại sao phải sử dụng IDM? Và IDM được thiết kế và vận hành như thế nào? Và bây giờ không để các bạn chờ lâu hơn nữa, Thanh xin phép được mời thầy Nhã đến với phần trình bày của mình ạ. Thanh xin over thầy ạ. Dạ vâng, em đã share quyền share màn hình cho thầy luôn rồi nhé ạ. Rồi, cảm ơn em nhiều. Rồi, xin chào tất cả các bạn đã dành thời gian vào buổi sáng chủ nhật tới đây để mà nghe mình trao đổi về đề tài Integrated Digital Marketing. Thì trước tiên á, thì mình xin xin giới thiệu một tí xíu là hồi nãy Thanh chưa chưa nói sơ qua về cái chỗ mà mấy bạn đặt câu hỏi chưa Thanh? À, dạ thì em có giới thiệu cái trang Facebook rồi ạ. Nhưng mà để em check xem là cái bài post của mình đã like chưa đấy ạ. Và em sẽ gửi cái đường link để cho các bạn có thể gọi là bình luận và đặt câu hỏi trực tiếp trên cái bài post Facebook đó luôn ạ. Dạ. Để mình đưa cho các bạn xem luôn trên cái màn hình ở đây. Dạ vâng thầy. À, các bạn ơi, các bạn muốn đặt câu hỏi cho mình á thì các bạn sẽ vào cái các bạn có nhìn thấy không ạ? À? Thấy thầy ơi, em thấy ạ. Thấy không? Thấy à? Rồi, thì các bạn hãy vào cái trang Facebook của Gematech, thì ở đây nó có một cái post để dành cho các bạn đặt câu hỏi. Thì các bạn hãy đặt câu hỏi vào cái post này ở cái phần comment và admin sẽ ghi nhận và chuyển cho mình trong cái webinar. Thì các bạn có thể đặt câu hỏi vào bất cứ lúc nào và mình sẽ dành cái thời gian vào nửa buổi sau để mà trả lời những cái câu hỏi của các bạn. Nửa đầu thì mình sẽ trình bày về cái bài mình chuẩn bị. Còn nửa sau là mình sẽ dành thời gian để trả lời những câu hỏi của các bạn để ở trên đây. Và cuối cuối cái buổi hôm nay nè, cuối cái buổi hôm nay á thì sẽ có một cái chút là giao lưu với team Gematech nữa đó. À, ok, thôi bây giờ mình các bạn biết rồi ha, trong lúc đó, các bạn nghe mình nói đó, các bạn có câu hỏi gì muốn đặt các bạn cứ vào comment này và các bạn comment ở đây thì sẽ nhận được phản hồi từ mình. Ok. Thì trước tiên là mình nói sơ về nội dung của ngày hôm nay. Hôm nay mình sẽ trình bày 3 vấn đề. Thứ nhất là IDM, Integrated Digital Marketing là gì? Và tại sao mình phải sử dụng IDM? Và IDM được thiết kế và vận hành như thế nào? Đúng không ạ? À,
Trước tiên nói thì như như các bạn cũng biết rồi đó, trong cái thời gian vừa qua thì dịch COVID đó làm cho rất là nhiều doanh nghiệp gặp nhiều vấn đề. Không phải là ở Việt Nam không mà trên toàn thế giới có rất là nhiều doanh nghiệp gần như là phải ngừng hoạt động, có những doanh nghiệp là phải đi đến phá sản. Trong khi đó nó là những cái thử thách của nhiều công ty thì nó lại là cơ hội của digital marketing. Digital marketing trong một năm vừa qua đã tăng trưởng hơn 100%. Tất nhiên là tất cả các hoạt động digital marketing đã tăng trưởng rất là nhiều. Bây giờ mình để cho các bạn xem một số những cái con số ha. Ví dụ như là công ty HubSpot. HubSpot là một công ty làm digital marketing, chuyên về inbound marketing. Thì các bạn thấy là từ tháng 3 năm ngoái, trị giá cổ phiếu của HubSpot chỉ có 133 đồng. Thì tới thời điểm hôm nay đã là 732 đồng. Tất nhiên là tăng 3 lần. Các bạn hình dung là trong vòng hơn một năm thì giá trị của HubSpot đã tăng lên 3 lần. Thì bạn hình dung cái thời gian này nè, hoạt động digital marketing diễn ra rất nhiều. Có rất nhiều khách hàng đã sử dụng dịch vụ của HubSpot và làm cho trị giá công ty của HubSpot tăng lên 3 lần trong vòng một năm. Một công ty digital marketing nữa là Digital Turbine. Digital Turbine tăng từ tháng 3 năm ngoái đến bây giờ là từ 4 đồng 3 cent cho tới 73 đồng 86 cent đến thời điểm hiện nay. Tất nhiên là tăng rất là nhiều lần. Mình cũng không có tính được con số này nhiều quá. 70 mà chia 4 thì là mười mấy lần. Cái là cái trị giá công ty này tăng mười mấy lần. Thì đây cũng là một công ty digital marketing. Một công ty già cỗi hơn là Salesforce. Salesforce thì lớn lắm rồi, thành ra là tăng trưởng chỉ được có 100% trong thời gian một năm vừa qua mà thôi. Thì các bạn thấy đó, một công ty mà rất là già như Salesforce cũng có thể tăng trưởng 100%. HubSpot tăng trưởng gấp 3 lần. Digital Turbine tăng trưởng hơn 10 lần, mười mấy lần trong vòng hơn một năm trời. Tất nhiên là cái hoạt động digital marketing nó diễn ra rất rất nhiều. Đúng không ạ? Như vậy thì nó là cơ hội, nó là thử thách đối với nhiều công ty và nó là cơ hội của nhiều công ty khác. Trong một năm vừa qua đó thì 71% các công ty vừa và nhỏ ở Mỹ thì định nghĩa là nhân viên mà dưới 500 người được xem là vừa và nhỏ. Thì 71% công ty này vượt qua được đại dịch bằng cách ứng dụng digital marketing. 66% những công ty này nói rằng họ không tồn tại được, họ đã không tồn tại được nếu không kịp chuyển đổi qua các công nghệ mới. 83% các doanh nghiệp này đã hoạt động kinh doanh online. Tất nhiên là các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Mỹ hiện nay là 83% là đều có những hoạt động kinh doanh online hết. Trong số đó, 95% là mới chuyển đổi trong năm vừa qua. Thì các bạn hình dung là thế 95% những công ty vừa và nhỏ ở Mỹ hiện giờ đang hoạt động online á, thực ra là họ chỉ mới chuyển đổi trong năm vừa qua thôi. Thì cái điều này các bạn cũng dễ hiểu đúng không ạ? Khi mà tất cả các mọi người đều phải ở nhà hết, giãn cách xã hội, mọi người work from home thì bắt buộc các công ty muốn tồn tại thì phải chuyển sang hoạt động online. Thì cái đó là một cái thử thách và nó cũng là một cái cơ hội rất lớn cho nhiều công ty. Thì trong một năm vừa qua có nhiều công ty gặp rất là nhiều vấn đề nhưng mà cũng có rất là nhiều công ty phát triển rất là nhanh. Thì khi một cái việc nó diễn ra thì các bạn thấy là nó là thử thách hay là cơ hội tùy thuộc vào cách chúng ta ứng phó với nó như thế nào. Các bạn thấy rằng cái việc mà giãn cách xã hội á, thì chính là cơ hội để chúng ta thay đổi công ty của mình và chuyển sang những cái môi trường online và digital marketing phát triển rất là nhanh chóng. Nhưng mà bản thân cái ngành digital marketing á, nó cũng thay đổi rất là nhiều trong thời gian vừa qua, rất là nhiều biến động. Mình sẽ trình bày qua một số những cái biến động và những cái xu hướng về digital marketing. Thứ nhất là quảng cáo ngày càng mắc và giảm hiệu quả.
các thể loại quảng cáo trên Google, trên Facebook đều giảm hiệu quả hết và cái giá càng ngày càng cao. Thì cái này là một một công ty ở Việt Nam, các bạn nhìn đây là một công ty của Việt Nam. Cái màu đỏ là doanh số, cái màu đỏ là doanh số là từng tháng, các bạn thấy ha. Cái màu xanh đó là cái số tiền mà công ty này đã bỏ ra để quảng cáo cho thời gian tương ứng. Và cái đường màu xanh lá cây này nè, cái đường màu xanh lá cây này là tỷ lệ chi phí quảng cáo trên doanh thu. Thì các bạn thấy là cái chi phí quảng cáo trên doanh thu càng ngày nó càng tăng. Tại vì sao? Mặc dù chi phí quảng cáo, tiền bỏ ra quảng cáo trên Facebook càng ngày càng tăng, nhưng mà doanh số thì vẫn cứ giảm. Từ tháng 5 trở đi thì các bạn đừng có quan tâm, tại vì tháng 5 trở đi thì bắt đầu dịch bùng ở Việt Nam. Thì công ty này họ không có còn bán được hàng nhiều giống như trước dịch nữa. Thì cái này là cái thời điểm mà Việt Nam mình gặp khó khăn đây, thì rất là nhiều công ty gặp vấn đề này. Nhưng mà cái thời điểm từ tháng 1 đến tháng 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 4 là các bạn. Đó, công ty này chi tiền ra rất nhiều, càng ngày càng nhiều cho quảng cáo trên Facebook. Nhưng mà doanh số thì càng ngày càng giảm. Cái điều này thì không có gì ngạc nhiên hết đúng không ạ? Tại vì các bạn hình dung nè, Facebook hay là Google hay bất kỳ một nền tảng nào thì cái số lượng các cái spot quảng cáo là cố định. Bây giờ mình ví dụ như thế này, mình nói Google đi. Các bạn vào Google, các bạn search một cái keyword nào đó thì Google sẽ đưa ra những cái quảng cáo về keyword đó. Ví dụ như là MBA. Thì các bạn thấy là có 1, 2, 3, 4 hết rồi, 4 chỗ quảng cáo. Thì nếu một cái keyword có 4 cái chỗ quảng cáo thì cái chuyện này là cố định đúng không ạ? Thì Google cũng vậy mà Facebook cũng vậy, những cái spot quảng cáo là có giới hạn. Nhưng mà khi mà có sự bùng nổ các công ty quảng cáo trên Google và Facebook thì các bạn biết rồi, khi mà cái số lượng quảng cáo có giới hạn mà quá nhiều người và càng ngày càng nhiều người quảng cáo trên đấy thì cái hiệu quả quảng cáo nó sẽ giảm đi và cái chi phí quảng cáo nó phải tăng lên. Và cái chuyện này không thể đảo ngược được. Bạn hình dung nó không thể đảo ngược, tại vì sẽ càng ngày càng nhiều công ty chạy quảng cáo trên các nền tảng online. Nó sẽ làm cho cái chuyện này nó xảy ra. Đó, có nghĩa là chi phí càng ngày càng mắc và hiệu quả càng ngày càng giảm. Hôm qua mình có dạy một lớp về IDM thì có rất là nhiều bạn chia sẻ về vấn đề này. Các bạn đó có nhiều bạn là đang là chủ doanh nghiệp. Trong lớp đó mình nghĩ chắc là phải 1/3 là chủ doanh nghiệp ở Mỹ lẫn ở Việt Nam. Thì các bạn đó chia sẻ là như thế này. Xài Facebook, quảng cáo trên Facebook giống như là chơi thuốc phiện vậy đấy. Có nghĩa là bị nghiện. Tức là mình đã quảng cáo rồi thì phải quảng cáo nữa, phải quảng cáo càng ngày càng nhiều. Nếu mà không quảng cáo thì không có khách hàng, không bán được hàng. Mà không có thể giữ được cái budget đâu. Các bạn cứ phải càng ngày càng tăng cái budget lên, càng ngày càng nhiều nhiều. Là giống như là bị nghiện vậy đó. Mình cũng nói chuyện với rất nhiều doanh nghiệp ở Việt Nam cũng như ở Mỹ. Thì cái tình trạng này là một cái tình trạng gọi là rất là phổ biến. Thì hồi nãy mình giải thích các bạn nguyên nhân rồi, cái số lượng spot quảng cáo là giới hạn và bây giờ quá nhiều người quảng cáo thì nó dẫn đến chuyện này và chuyện này không có đảo ngược. Cái xu hướng tiếp theo là chắc là nhiều bạn cũng đã nghe cái chuyện này rồi đúng không? Cookie sẽ đi về đâu? Có nghĩa là rất là nhiều. Các bạn biết cookie là cái tracking ID mà để các công ty họ gắn vào trong cái browser, web browser các bạn để họ track cái behavior các bạn. Thì các cái quảng cáo nó phải dựa vào cookie để nó identify những người dùng và nó target những cái quảng cáo tới cho người dùng một cách gọi là phù hợp. Nhưng mà có rất là nhiều áp lực trên thế giới này làm cho cookie phải dần dần là đi vào cái chỗ là không được sử dụng nhiều nữa.
Thứ nhất đó là người tiêu dùng họ cảm thấy là bị theo dõi như vậy họ không có thích, và khi người tiêu dùng họ không thích đó, thì họ sẽ gây áp lực lên cho các chính phủ phải hạn chế cái chuyện này. Bây giờ có rất là nhiều nước bắt đầu đặt vấn đề là các công ty quảng cáo không có được track khách hàng như hồi xưa nữa. Và nhân dịp này thì các công ty công nghệ cũng đánh nhau. À, ví dụ giống như là các bạn thấy là hồi hồi đầu năm nay nè, TTD, The Trade Desk là một cái công ty quảng cáo, cái công ty chuyên về quảng cáo online. Thì công ty này phát triển rất là nhanh. Nhưng mà đầu và khoảng thời gian cái quý 1 năm nay á, Google ra một cái thông báo là họ sẽ loại bỏ những cái third party cookies ở ở cái các cái nền tảng của Google. Thì các bạn hình dung là The Trade Desk á, sở dĩ mà họ có thể bán quảng cáo được một cách hiệu quả là họ dùng những cái cookies này để họ track khách hàng, track users. Và nếu mà Google mà loại bỏ cookies, third party cookies là những cái cookies của TD của TTD á, The Trade Desk á, bị loại bỏ đi thì The Trade Desk á, sẽ coi như là quảng cáo không có còn target đúng khách hàng được nữa. Thì cái tin đó nó đưa ra thì các bạn thấy là cổ phiếu của The Trade Desk giảm từ 80 mấy đồng, giảm đi xuống trong vòng có 2-3 tháng, đi từ 90 mấy đồng xuống còn có 50 đồng, là giảm gần một nửa. Sau đó rồi Google ra một cái thông báo, chưa có bỏ liền bây giờ, sau này mới bỏ. Thế thì cổ phiếu của TTD bắt đầu, The Trade Desk bắt đầu leo 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 lên lại đến giờ. Nhưng mà cái chuyện mà bỏ cookie đi đó chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Và cái chuyện này mình phải chuẩn bị cho nó. Thì cái vấn đề này nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến các doanh nghiệp phụ thuộc quá nhiều vào quảng cáo. Cái xu hướng tiếp theo là các nền tảng đánh nhau. À, các bạn biết là bây giờ các cái nền tảng rất là lớn rồi. Ví dụ như là Google cũng lớn rồi, Facebook cũng quá lớn, Amazon cũng lớn, Apple cũng rất là lớn. Thế thì bây giờ các nền tảng lớn rồi thì họ tìm cách là họ bảo vệ, họ xây những cái bức tường xung quanh những cái hệ sinh thái của họ và họ không cho các nền tảng khác vào để mà kiếm ăn. Hình dung là vậy đi. Thì họ bắt đầu đánh nhau. Ví dụ như Apple. Apple là một trong những công ty bán quảng cáo lớn nhất trên thế giới. Thì Apple vừa rồi mới đánh Facebook. Apple bảo là bây giờ tôi sẽ hạn chế cái việc Facebook thu thập thông tin khách hàng trên nền tảng của Apple. Và nếu mà như vậy á, thì Facebook sẽ không còn quảng cáo một cách hiệu quả nữa. Ý là hồi xưa các bạn quảng cáo Facebook như thế nào thì bây giờ cái việc hiệu quả của quảng cáo trên Facebook nó sẽ giảm đi rất là nhiều. Như vậy á, thì Facebook sẽ mất đi một cái thị phần tương đối là lớn trong thị trường quảng cáo. Thì Apple chỉ cần nói một cái đó thôi thì các bạn Facebook là một cái rất là lớn mà rớt từ 358 đồng rớt xuống còn có 342 đồng. Đối với một cái công ty mà mega cap như Facebook mà rớt như vậy là cũng nhiều lắm đó. Bây giờ nó cũng mọi người cũng bắt đầu bình tâm, bắt đầu leo 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 lên lại rồi, nhưng mà những cái chuyện này là tiếp tục sẽ xảy ra. Google sẽ đánh Facebook. Apple sẽ đánh Facebook. Apple sẽ đánh Google. Google vừa rồi đánh The Trade Desk. Và các bạn biết là tất cả những cái nền tảng lớn này họ sẽ đánh nhau. Và mỗi lần đánh nhau thì các bạn biết rồi, trâu bò húc nhau là ruồi bỏ chết. Những cái doanh nghiệp mà phụ thuộc vào những cái nền tảng này để mà phát triển và tồn tại sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều. Các bạn hình dung á, là The Trade Desk, cái market cap của The Trade Desk là 36 tỷ. Một công ty lớn như vậy
mà chỉ cần Google đánh một phát ra một cái tin thôi có thể rớt 50% giá trị công ty. Thì những công ty nhỏ mà rơi vào cái vòng xoáy mà các ông lớn quýnh nhau như thế này thì sẽ gặp chuyện gì? Các bạn phải chuẩn bị cho những cái biến động này, và những cái chuyện này nó không giảm, cái xu hướng là nó sẽ càng ngày nó càng tăng, không có giảm. Các ông lớn đánh nhau xong rồi, các ông lớn đánh các doanh nghiệp. Tại vì sao? Các ông lớn là các cái nền tảng này, họ xây dựng ra những cái nền tảng để cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ làm ăn trên những cái nền tảng đó. Nhưng mà khi mà các doanh nghiệp vừa và nhỏ làm ăn trên những cái nền tảng đó thì họ phụ thuộc vào cái nền tảng đó rất là nhiều. Và như vậy thì họ làm gì? Họ tăng phí lên. Amazon sẽ tăng phí lên. Hồi đó ví dụ như là bạn bán họ cứ chạc theo phần trăm, bạn bán được món hàng thì Amazon sẽ lấy một phần trăm nào đó. Tới một lúc nào đó bạn phụ thuộc quá nhiều vào Amazon thì Amazon tăng con số đó lên và tăng tiếp thì cái tiền lời của mình nó sẽ càng ngày nó càng giảm đi. Và những doanh nghiệp này họ không thể nào bỏ Amazon đi được vì họ bán hàng hoàn toàn ở trên Amazon. Nếu họ bỏ Amazon thì họ đi đâu? Đó, thì các doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ phụ thuộc vào những cái nền tảng này rất nhiều. Và Amazon có thể đá bất kỳ một cái công ty nào ra khỏi hệ thống của họ. Đây các bạn này, đây một cái tin nè. Amazon đã đá một cái công ty bán hàng ra khỏi hệ thống của Amazon. Mà cái công ty này á chi 200.000 đô để kiện Amazon. Thì các bạn hình dung là cái công ty mà chi ra 200.000 đô để kiện Amazon thì công ty đó nó phải có bao nhiêu tiền? Tất nhiên là công ty này không nhỏ đâu. Một công ty mà cũng vừa vừa đó. Nhưng mà Amazon muốn đá là đá, mà đá là tiêu. Và thì không phải chỉ có Amazon không. YouTube cũng có thể đá bạn đi. Facebook cũng có thể đá bạn đi. Và tất cả những cái nền tảng đều có thể đá mình đi được hết. Kể cả những cái nền tảng của Việt Nam mình, ví dụ như là Lazada có thể đá mình đi. Đúng không? Các công ty, các cái chỗ mà bán hàng online có thể đá mình đi. Bây giờ nói đến chuyện của Việt Nam. Cái case này tôi nghĩ là các bạn làm marketing ở Việt Nam chắc là biết cũng khá khá đó. Yeah One. Yeah One là một công ty đã từng rất thành công ở Việt Nam. Họ xây dựng những cái kênh trên YouTube, họ tạo nội dung trên YouTube và cái công ty họ phát triển rất rất là nhanh, lợi nhuận rất là cao. Tới một ngày nào đó thì YouTube nó ha, tôi không có chơi nữa, YouTube chấm dứt thỏa thuận lưu trữ nội dung của G1 ra khỏi cái nền tảng YouTube AdSense. Và G1 là công ty lớn lắm, bạn cũng cũng lớn lắm ở Việt Nam. Và sau cái việc đợt đó là cái tổn thất của G1 là cực kỳ lớn, cực kỳ lớn. Thì giờ các bạn phải đặt lại câu hỏi là gì? Khi các bạn chi tiền quảng cáo trên các cái hệ thống này, khi các bạn bán hàng trên các cái nền tảng này, thực ra là các bạn đang xây dựng khách hàng cho các bạn hay là các bạn đang xây dựng khách hàng cho các nền tảng này? Nếu mà không có những doanh nghiệp như G1 thì YouTube không có tồn tại. Nếu không có những YouTuber, không có kênh như G1 thì YouTube không thể tồn tại được. Những người như những công ty như là G1, những YouTuber là chính là những người xây dựng nên YouTube. Có nghĩa là chúng ta bỏ rất là nhiều công sức tiền bạc ra để chúng ta xây dựng một cái lượng user rất lớn trên YouTube, trên Facebook, trên Amazon. Để rồi những cái nền tảng này họ có thể tăng giá lên bất kỳ lúc nào, họ có thể thay đổi chính sách bất kỳ lúc nào và họ có thể đá chúng ta ra khỏi hệ thống bất kỳ lúc nào. Thì các bạn nghĩ đi,
cái cách này có phải là cách chúng ta xây dựng một cái doanh nghiệp bền vững hay không? Nếu mà các bạn chỉ mua bán một ít vui chơi này nọ thì ok. Nhưng nếu mà các bạn công ty các bạn lớn lên, doanh số của bạn mấy chục tỷ, mấy trăm tỷ một năm, đó là một cái số số tiền rất là lớn, thì các bạn có để công ty của mình phụ thuộc vào những cái nền tảng này hay không? Để rồi một ngày đẹp trời nào đó họ có thể làm cho các bạn giống như công Amazon làm với công ty này, hay là giống như YouTube làm với D1. Thì đây là cái câu hỏi mà mình nghĩ là các doanh nghiệp cần phải suy nghĩ, đúng không ạ? Nhưng mà chắc chắn mình nói với các bạn một điều rằng chúng ta không thể xây nhà trên đất của người khác được. Đây, cái lời này của bạn chủ tịch của Year One: trả giá đắt khi xây nhà trên đất của người khác. Các bạn không thể nào, các bạn xây xây lều chổng chơi đồ hàng thì được, nhưng mà các bạn xây một cái ngôi nhà để mình ở thì không thể làm gì được. Như vậy thì chúng ta phải làm sao? Nếu mà doanh nghiệp của các bạn bắt đầu lớn lên, doanh số bắt đầu nhiều, đầu tư bắt đầu nhiều, có nhiều nhân viên, thì bạn phải nghĩ đến cái chuyện phát triển bền vững hơn. Bản thân mình phải có một cái nền tảng của riêng mình. Mình phải có ngôi nhà của mình trên miếng đất của mình. Khách hàng phải là khách hàng của bạn. Mình nói về khách hàng ở trên Facebook là khách hàng của Facebook. Khách hàng trên Google là khách hàng của Google. Khách hàng trên YouTube là khách hàng của YouTube. Chừng nào bạn mang nó về một cái chỗ của bạn và bạn có toàn quyền quyết định, bạn có thể quản lý 100%, bạn không sợ ai đá ra khỏi cái nhà của mình, thì đó mới chính là cái ngôi nhà của bạn. Thì bạn phải có một cái nền tảng như vậy. Thì xây dựng một cái nền tảng như vậy không dễ, không dễ, đương nhiên là không dễ rồi. Mở một cửa hàng ở trên, mở một cái kênh trên YouTube nó dễ hơn, mở một cái fanpage trên Facebook thì nó dễ. Nhưng mà xây dựng một cái nền tảng của riêng mình để khách hàng tới thì nó không dễ. Nó không dễ nhưng mà nó cũng không có quá khó để mình không làm được. Gần như là ở bên đây mình dạy sinh viên mình qua một lớp, hai lớp là các bạn đã có thể tự làm được. Và mình đang muốn đưa cái chương trình đó về Việt Nam. Thì những bạn cái lớp IDM qua IDM số 1 mình vừa mới làm đó, làm gần xong rồi. Thì các bạn trong đó cũng sẽ làm được. Nó không dễ nhưng mà nó không quá khó để mình không làm được. Bây giờ mình nói đến cái hệ thống đó như thế nào, đúng không ạ? Cái hệ thống đó chính là cái mà mình nói với các bạn đó, Integrated Digital Marketing System, là cái hệ thống mà các cái kênh digital marketing làm việc với nhau. Thì các bạn thấy rằng các bạn không thể phụ thuộc vào các nền tảng được, tại vì phụ thuộc như vậy á, thì mình sẽ bị lệ thuộc vào người ta. Như vậy thì bạn phải có một cái nơi đó khách hàng là khách hàng của bạn, khách hàng trên Facebook là khách hàng của Facebook. Bạn phải trả tiền cho Facebook để mà các bạn gặp được khách hàng của mình. Rất nhiều công ty hiện giờ là phải trả tiền cho Facebook để cho cái post của Facebook page đó reach được những cái fan của mình. Các bạn thấy vô lý không? Fan là của bạn, bạn deal lên
Nhưng mà sau này bạn phải trả tiền cho Facebook để gửi thông điệp tới những người đó. Và nếu buồn buồn, Facebook đóng cửa bạn lại là bạn mất hết tất cả mọi thứ. Bạn phải có một cái chỗ để mà khách hàng của bạn đến, và cái chỗ đó phải là chỗ của bạn. À, thì đó là bạn phải có một cái website, ít nhất là bạn phải có một cái website của mình. Và bạn cũng có thể có thêm apps, website hoặc là apps là những cái của bạn, là những cái properties của bạn. Không ai được quyền đá bạn ra khỏi những cái này, đúng không? Website của bạn người ta không có đá ra được. Khách hàng mà vào trong website của bạn là khách hàng của bạn. Bạn không có cần phải trả tiền cho ai để mà gửi thông điệp đến những người này hết. Thì cái này mới là cái phương pháp mà phát triển bền vững. Nhưng mà cái website của mình thì đương nhiên là mình tạo ra thì dễ, nhưng mà làm sao người ta tới được, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta, hồi xưa có rất là nhiều công ty chạy quảng cáo để bán hàng, chạy quảng cáo để bán hàng. Nhưng mà khách hàng thì nằm ở trên các nền tảng quảng cáo chứ không phải khách hàng của mình. Bây giờ mình phải nghĩ đến cái chuyện khác. Mình phải nghĩ đến chuyện là ô, tôi chạy quảng cáo, nhưng mà tôi chạy quảng cáo không phải chỉ để bán hàng, mà tôi chạy quảng cáo để đưa khách hàng về cái nhà của tôi, cái web của tôi, đưa người đó về và tôi giữ khách hàng tôi ở trong đây đó. À, các bạn làm search engine marketing, có nhiều bạn hồi xưa làm search engine marketing là SEO and PPC đó, search engine optimization với lại là pay per click đó. Làm optimize website hoặc là chạy quảng cáo trên trên Google đó, là để bán hàng. Nhưng mà bây giờ bạn phải nghĩ, không thể quảng cáo rồi bán hàng rồi sau này Google nghỉ chơi với mình thì làm sao? Mình cũng chạy đấy, nhưng mà mình chạy là để mình mang khách hàng về website của mình và mình nuôi dưỡng website ở đây, nuôi dưỡng khách hàng ở đây. Đây phải là cái nơi mà khách hàng của mình đến. Và tương tự như vậy, social media marketing. Social media marketing. Ok. Thì như là Facebook, như là Instagram, các bạn mà chạy quảng cáo trên đó rồi bán hàng trên đó rồi một ngày nào đó Facebook nghỉ chơi với bạn thì làm sao? Hoặc là cái chi phí quảng cáo càng ngày càng tăng lên thì bạn làm sao? Bạn phải đưa khách hàng về trang web của bạn. Và bạn có thêm một công cụ nữa, đó là email, đúng không? Bạn có thể dùng email để mà đưa khách hàng về trang web của bạn. Nhưng mà email là của bạn rồi, không có lo. Web là của bạn, email là của bạn. Hai cái nền tảng này là của bạn. Thế các bạn nhìn thấy là cái đường mà đi từ search engine marketing này và advertising đi vào trong web đó là một chiều. Nhưng mà bạn thấy email với lại social media marketing đó, nó là 2 chiều. Đó. Tại sao? Tại vì advertising khách hàng vô website của bạn, bạn không thể nào mà get back to them được, không thể nào mà quay ngược trở lại nói chuyện với người ta được. Cái này cũng vậy, search engine cũng vậy. Họ vô Google, họ click một cái, họ vô website của bạn, xong rồi họ đi. Bạn không thể nào chạy theo để mà liên lạc lại với họ được. Nhưng mà social media và email, nếu bạn có contact của họ trên social media, trên email, thì bạn có thể quay lại liên lạc với họ được. Thành ra cái mối quan hệ ở đây là 2 triệu. Mình thấy đây là 1 triệu, đây là 2 triệu. Alright. Rồi, sau khi bạn có những cái này rồi thì bạn nên nhớ một điều là tất cả những hoạt động này, tất cả những cái hoạt động này đều phát sinh ra dữ liệu hết. Bạn chạy quảng cáo như thế nào, bao nhiêu người nhìn thấy quảng cáo của bạn, họ phản ứng với quảng cáo của bạn ra sao, họ từ quảng cáo họ đi vào website của bạn, họ làm cái gì, họ có mua hay không, họ có xem nội dung của bạn hay không, họ ở lại bao lâu, họ mua những gì,
Tất cả những cái đó là những cái data mà bạn đều thu thập được hết. Người ta vô Google, người ta click vào SEO của bạn hay là người ta click vào PPC của bạn. Họ click xong rồi họ vào đâu trong website của bạn, vào đó họ làm gì, họ có tương tác với website của bạn không, họ có mua đồ của bạn hay không, họ làm cái gì ở đây, thì mình đều có thể collect được data. Và tương tự như vậy, social media marketing cũng vậy. Họ vào Facebook của bạn, vào Instagram của bạn, rồi họ có từ đây họ vào web của bạn không, họ vào đây họ làm những gì. Rồi email cũng vậy, bạn gửi email cho khách hàng thì người ta có mở ra hay không, ai mở ai không mở, người ta mở ra rồi người ta làm gì, người ta có click vào đó không, người ta có đi trở lại website của bạn hay không, họ làm những gì. Thì tất cả những cái hoạt động này á, chúng ta đều có thể thu thập dữ liệu được hết. Và cái này nè, cái này chính là cái bộ não. Đúng không? Nếu là cái web là cái ngôi nhà của doanh nghiệp của bạn á, thì data chính là cái bộ não của doanh nghiệp bạn. Tại vì sao? Thường mà khi mà các bạn chạy marketing á, rất ít khi mà hiệu quả nó cao ngay từ đầu. Mà bạn phải thu thập dữ liệu để bạn học. À, bạn học coi là ồ, khách hàng của bạn là ai, họ làm những gì, hành vi họ ra sao, họ muốn cái gì, họ cần cái gì, họ tương tác với bạn ra sao. Đó, thì nếu bạn thu thập những cái data này á, thì bạn bắt đầu học. Thì cái Integrated Digital Marketing System là một cái learning system. Khi bạn thiết kế đúng thì nó sẽ học hỏi được, nó sẽ biết được khách hàng của bạn là ai, làm cái gì, muốn cái gì, ứng xử ra sao, tương tác với bạn ra sao, làm như thế nào thì họ sẽ phản ứng lại như thế nào. Thì những cái đó bạn phải thu thập được data và phân tích được data. Và cái việc này mình gọi là data driven marketing, có nghĩa là ra những cái quyết định marketing dựa trên cái thông tin, dựa trên những cái data mà các bạn có được. Thì đây đó là một cái learning system. Và cái data driven marketing này, cái hiệu quả nó cỡ nào, thì mình đã nhìn thấy cái chuyện mà các cái Integrated Digital Marketing System này á, khi ứng dụng data driven marketing vào thu thập data, phân tích data và ra quyết định dựa trên data, thì cái kết quả kinh doanh của hệ thống tăng từ 2 lần đến 3 lần là chuyện đương nhiên. Tăng lên 10 lần khá là bình thường. Và thậm chí có những trường hợp kết quả kinh doanh tăng lên 100 lần. Để hình dung vậy, là cái hệ thống học hỏi này có thể tạo ra hiệu quả kinh doanh tăng lên hàng trăm lần. Tuy nhiên cái đó là hiếm, ít ai có thể làm được. Nhưng mà tăng lên khoảng chừng 10 lần là nhìn thấy khá là thường xuyên. Còn 2-3 lần là chuyện bình thường. Tăng lên 2-3 lần là chuyện bình thường. À, đương nhiên nó phải có thời gian. Cái chuyện mà learning này, những cái chuyện học hỏi này nó phải có thời gian, không phải là mình làm cái mình học cái năm sau là tăng lên được nhiều đâu. Nhưng mà có những cái case tăng lên rất là nhiều. Mình chỉ ví dụ vài trường hợp là học viên trong lớp của mình làm thôi. Ví dụ như vừa rồi trong lớp IDM1 có một bạn đó là mới apply những cái gì học xong, thì một tuần sau cái website của bạn đó từ rank số 3 nhảy lên rank số 1, từ cái rank số 3 của Search Engine lên cái rank thứ nhất của Search Engine trong một tuần. Mình đã nhìn thấy một nhóm sinh viên của mình ở Mỹ, sau khi họ chạy quảng cáo trên trên Google, họ làm được cái chuyện là cái chi phí quảng cáo của Google giảm đi 100 lần. Lần đầu tiên họ chạy á, là cái cost per click, mỗi lần khách hàng click vô á, thì họ phải trả 1 đồng. Nhưng mà sau khoảng chừng 1 tháng thì chỉ còn có 1 cent thôi. Tức là họ giảm từ 1 đồng một click xuống còn 1 cent một click. Tất nhiên là cái chi phí quảng cáo giảm 100 lần. Thì các bạn thấy là cái việc mà học hỏi ở đây là cái thu thập data, phân tích data là
cực kỳ quan trọng. Đó. Thì cái này là cái việc xây dựng hệ thống. Thì một cái integrated digital marketing system á, là nó sẽ như thế này. Nó có cái trung tâm ở đây, nó có những cái phương tiện mà để mang khách hàng về cái trung tâm ở đây, là cái web hoặc là app của bạn. Và đằng sau đó là tất cả những cái hoạt động ở đây, chúng ta thu thập thông tin, để chúng ta phân tích thông tin và để chúng ta tối ưu hóa tất cả những cái hoạt động trên hệ thống để tăng hiệu quả kinh doanh lên. Thì cái đó là integrated digital marketing. Cái này là hệ thống. Bây giờ đó nói chuyện cái hệ thống này nó vận hành như thế nào, thì cái đó là marketing process. Cái này giống như là bạn xây một cái nhà máy vậy đó, nhưng mà cái nhà máy phải vận hành như thế nào, đúng không ạ? Thì cái chuyện này là một cái câu chuyện khác nữa. Thì làm marketing ấy, thì chúng ta có bốn thứ chúng ta làm, hay gọi là bốn cái bước. Cái bước đầu tiên ấy, gọi là acquisition. Tất nhiên là chúng ta làm sao đó thu hút người dùng, thu hút khách hàng tới được những nền tảng của chúng ta. Ví dụ như tới website của chúng ta, tới Facebook page của chúng ta, tới YouTube channel của chúng ta. Thì cái acquisition là mang khách hàng tới được những cái platform của mình. Nhưng mà họ tới thì họ vẫn chưa chưa phải là khách hàng của các bạn, đúng không ạ? Các bạn phải convert họ. Thì cái bước thứ hai gọi là conversion. Conversion là sao? Convert tức là, ví dụ đi, conversion có nghĩa là biến cái người mà tới những cái platform của mình thành những cái, qua những cái bước mà gia tăng ra những cái giá trị cho công ty. Ví dụ như họ tới Facebook page của bạn, bạn làm sao họ convert họ thành ra là tới website của bạn. Họ tới được website rồi, bạn làm sao bạn convert họ thành ra là tới thường xuyên. Họ tới website bạn thường xuyên xong rồi bạn convert họ là mua sản phẩm của bạn. Mua sản phẩm của bạn xong, bạn convert họ thành ra khách hàng trung thành. Cứ tuần mua lần, tháng mua lần, ví dụ như vậy. Cái đó là conversion. Thì acquisition, mang người ta tới xong rồi convert người ta. Nhưng mà convert người ta xong á, mà người ta bỏ đi á, thì cũng phí, đúng không ạ? Cái chuyện mà acquisition với conversion rất là tốn kém thời gian, công sức, tiền bạc. Nhưng nếu mà bạn làm cho người ta tới, người ta mua đồ của bạn một lần, hai lần rồi người ta bỏ đi, thì bạn mất đi một cái một khách hàng. Thì cái retention là cái bước tiếp theo, bạn làm sao bạn phải giữ chân được khách hàng ở lại với bạn. Sau khi họ đã mua đồ thì họ ở lại với bạn, họ mua tiếp. Nhưng mà như vậy thì chưa được, bạn phải làm thêm một cái bước nữa là phải develop khách hàng lên. Họ mua một sản phẩm xong, bạn muốn họ mua hai sản phẩm, bạn muốn họ mua 3 sản phẩm, 4 sản phẩm. Cái giá trị của khách hàng khi mà ở lại trong hệ thống của bạn phải gia tăng lên. Cái gọi là development. Thì cái này là một cái process. Và họ liên kết với nhau. Có nghĩa là phải đi từ acquisition, tới conversion, tới retention và tới development. Đó là một cái quy trình liên tục. Không có ngắt quãng như bạn. Cái này phải chuyển liên tục. Nhưng mà cái này là có một cái chuyện rất là khó thực hiện trong các công ty. Nói thì dễ lắm, nhưng mà trong các công ty cái chuyện này nó xảy ra nè. Trong các công ty cái chuyện này á, được thực hiện bởi 3 phòng ban khác nhau. Marketing, Sales, Customer Service. Các bạn thấy rồi đó, rất là nhiều công ty chia phòng ban ra, đúng không ạ? Đủ thứ phòng ban hết. Thì 3 phòng ban này lo những cái chuyện ở đây. Phòng marketing là lo mang khách hàng, thường là cái nhiệm vụ là mang khách hàng về, tất nhiên là acquisition là cái chuyện của marketing lo. Rồi marketing cũng lo một phần conversion. Xong rồi sales, cái bộ phận mà bán hàng đó sẽ lo conversion, lo bán hàng. Marketing đưa lead về, xong rồi sales tìm cách convert lead thành là customers. Xong rồi sale cũng có chăm sóc khách hàng để mà giữ chân họ. Nhưng mà cái phần đằng sau này á, là do customer service làm nhiều hơn. Customer service là làm sao cho những cái chuyện này nó tốt hơn, là cái bộ phận customer service làm. Thì các bạn thấy là
cái quy trình thì nó liên tục nhưng mà lại được chia ra làm 3 phòng ban để thực hiện cái một cái quy trình liên tục, nó dẫn đến cái chuyện là 3 phòng ban này sẽ dẫn đến cái conflict, có rất là nhiều conflict giữa 3 phòng ban này. Mình ví dụ marketing đưa KPI của marketing, sếp đưa marketing là phải đưa rất là nhiều lead về cho sale. KPI của marketing là bao nhiêu lead, bao nhiêu gọi lead, là có nghĩa là khách hàng tiềm năng đó. Marketing mang được bao nhiêu khách hàng tiềm năng về cho hệ thống, đó là KPI của marketing. Sale là những cái lead, những cái khách hàng tiềm năng của marketing mang về làm sao bán được hàng. Sau khi bán được hàng rồi á, đúng không, thì chăm sóc khách hàng là cái bộ phận customer service sẽ chăm sóc khách hàng. Rồi bây giờ chuyện gì xảy ra? Marketing, vì KPI của marketing là mang lead về cho sale, thế thì marketing sẽ làm ra rất là nhiều thứ để đưa lead về, đi đưa khách hàng tiềm năng về, và họ đưa về càng nhiều càng tốt, và họ được được thưởng trên bao nhiêu lead, bao nhiêu khách hàng tiềm năng họ mang về. Họ mang về càng nhiều khách hàng tiềm năng thì họ càng được nhiều thưởng. Thế là dẫn đến chuyện là marketing sẽ chạy quảng cáo rất nhiều, chạy quá trời quảng cáo luôn, để làm gì, mang rất là nhiều lead về, thậm chí là spam luôn người ta để mang khách hàng tiềm năng về. Nhưng mà khách hàng về có số lượng mà không có chất lượng, tức như là họ mang rất là nhiều lead, nhiều khách hàng tiềm năng về, nhưng mà thực ra những người đó không phải là khách hàng tiềm năng. Họ có đẩy 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 về một cái số lượng rất là lớn, nhưng mà những cái người đó chưa chắc là muốn mua hàng của công ty. Thế thì chuyện gì xảy ra? Họ đưa một đống lead về đây, sale convert không có được, sale không có bán được. Tại vì cái quality của cái lead này nó không có cao. Họ chạy quảng cáo tùm lum tùm bậy tùm bạ, họ spam khách hàng tùm lum tà la, họ đưa quá trời người về. Sale làm ba đầu sáu tay cũng không thể convert được những người đó. Thì khi mà marketing đưa quá nhiều lead về, đủ thứ là thượng vàng hạ cám hết, thì sale sẽ không bán được hàng. Cái conversion rate của sale nó sẽ giảm. Và như vậy thì sale sẽ mất thưởng đúng không ạ? Nếu mà conversion là một phần, ví dụ như là hồi xưa là conversion là 10%, cứ 10 lead mang về sale convert được một người. Bây giờ còn có 5% thì sale sẽ bị ảnh hưởng. Thế là conflict của sale với marketing. Ok, khi mà bán không được hàng, sale nó là ô, bên marketing đưa lead về rác không à, không có bán được. Marketing nói ô, tôi đưa lead về rất là tốt, nhưng mà tại vì mấy anh không biết convert. Rồi sếp xử đi. Ok, marketing với sale sẽ đánh nhau. Cái này chỉ là một ví dụ thôi. Nó có nhiều trường hợp khác nữa. Cái này chỉ là tôi đưa ra một ví dụ thôi. Ví dụ tiếp theo, sale với lại customer service. Sale cố bán được hàng, bán tùm lum tà la, bán đủ thứ, làm đủ mọi chiêu trò để mà bán được hàng. Đâm ra bán những cái thứ mà khách hàng không có cần. Hoặc là những cái thứ mà khách hàng không có thật sự là muốn. Nhưng mà làm dữ quá, làm ấy quá, cái người ta mua về cái người ta complain. Người ta complain, người ta không happy, rồi customer service không có phục vụ được, không có giữ chân được. Đến khi không có giữ chân được thì customer service nói lại sale, ô bên sale này cứ đi ép bán hàng kiểu mà ép khách hàng mua, xong rồi bây giờ họ không happy, tôi không thể nào serve được. Thì cái politics trong công ty ba bộ phận này sẽ có nhiều vấn đề. Thế thì cái giải pháp đặt ra là cái gì? Cái giải pháp đặt ra là chúng ta phải có một cái quy trình được được integrate lại với nhau. Mình không có chia ra marketing, sale, customer service nữa. Mình phải build những cái team mà theo cái process. Cái team này nó phải take care từ chỗ này tới chỗ này. Đó, cái integrated digital marketing process là cái team này nè, cái team integrated digital marketing này. Phải take care được từ cái chỗ này tới cái chỗ này. Cái hệ đi từ cái hệ thống KPI đưa ra là nó phải không có những conflict, những cái process này nó phải được hoạt động trơn tru gọn gàng. Đó, cái là khi mà acquire khách hàng về là phải tính đến chuyện conversion,
Các bạn chạy quảng cáo, chạy promotion để đưa lead về thì phải tính ngay là cái lead đó có convert được hay không. Chứ không phải là marketing chạy đưa lead về, còn cái chuyện convert là chuyện của sale, là như vậy nó không hiệu quả. Từ khi mà mình đưa lead về là mình đã phải nghĩ đến cái chuyện là cái lead này có convert được hay không. Và khi mà convert được cái lead này á, thì phải nghĩ đến là convert xong có retain được hay không, và retain xong có develop được hay không. Đây là một cái quy trình xuyên suốt, phải do một cái team đó phải là một cái team integrated, họ phải hiểu được cái quá trình từ chỗ này tới chỗ này, họ phải lên được mục tiêu KPI cho đến planning cho đến execution, nó phải smooth, nó đi từ chỗ này đến chỗ này. Thì cái việc này rất là challenging, cái việc này rất là challenging nhưng hiệu quả thì rất là cao. Nếu các bạn làm được chuyện này thì hiệu quả kinh doanh của các bạn tăng lên vài lần là chuyện bình thường. Bây giờ mình nói đến một cái chuyện mà chắc là ít ai nói tới lắm, đó là vai trò của khoa học. Ok, vai trò của khoa học trong cái IDM này như thế nào? Rất là nhiều học viên học trong lớp của mình, sinh viên cũng vậy, rất là hay hỏi là best practice của ngành này, best practice của ngành kia, cái là ồ trong ngành này thì công ty này làm như vậy mình có nên học theo hay không, công ty kia làm thế kia mình có nên học theo hay không. Thì những cái best practice đó thường thường á là chỉ đi vào những cái công cụ cụ thể thôi. Nếu bạn có một công cụ cụ thể mà bạn chạy làm sao cho SEO nó tốt nhất, bạn làm sao cho PPC nó tốt nhất, thì nó có sẽ những cái chiêu, những tip, những cái best practice làm sao để chạy quảng cáo tốt nhất, làm sao để gửi email hiệu quả nhất. Thì khi mà bạn làm từng cái công cụ một đó, thì những cái best practice đó là nó có giá trị. Nhưng mà nếu mà nguyên một cái hệ thống như vậy, nguyên một cái hệ thống như vậy, nguyên một cái process như vậy, và cái organization của bạn nó như vậy, các bạn nói best practice không ai trả lời được luôn. À, lúc này là vì nó quá phức tạp, nó liên quan đến nhau rất là nhiều thứ. Thì cái chỗ này á, cái vai trò của khoa học rất là quan trọng. Thì các bạn cần phải tìm hiểu những cái nghiên cứu khoa học mới nhất trong ngành. Tôi ví dụ đây là một cái nghiên cứu của một người là ứng viên vô trường. Tôi đang interview để tuyển giáo sư về digital marketing cho trường. Thì có rất là nhiều người tới họ interview thì họ trình bày những cái nghiên cứu của họ. Thì đây là cái bài nghiên cứu của một cái ứng viên. Bạn này thì làm cũng nói chung là bạn này làm cũng khá là tốt đó, tôi cũng thích cái bài của bạn này làm để trình bày các bạn coi. Bạn này làm cái câu chuyện là như vậy, bạn nghiên cứu trên 6.000 cái nhà hàng ở Mỹ, 6.000 cái nhà hàng, 6.000 cái nhà hàng đó, bạn đó phân tích tất cả những cái thông điệp marketing trên social media, bạn đã lấy hết tất cả những kênh trên social media của 6.000 cái nhà hàng đó về. Xong rồi đó, bạn nó phân loại ra các cái thông điệp marketing làm ra hai loại. Bạn đã sử dụng AI đó, sử dụng artificial intelligence đó để mà tách ra. Tại vì bạn hình dung là 6.000 cái nhà hàng. 6.000 cái nhà hàng, mỗi cái nhà hàng một ngày post vài thứ lên trên social media. Thì bạn thấy là họ thu thập trong vòng mấy năm trời, data mấy năm trời cũng là khối lượng data kinh khủng lắm. Không thể nào mà có người ngồi làm được, phải dùng mà learning machine learning để làm. Thì bạn nó tách ra làm hai cái loại thông điệp ở trên social media, một cái gọi là community marketing. Community marketing là ví dụ như tôi đang làm nè, đó. Ví dụ như là cung cấp những cái giá trị cho cộng đồng, mang lại những cái value cho cộng đồng, ví dụ như là tổ chức những cái từ thiện, hoặc là đưa ra những cái bài viết, những cái hướng dẫn mà nó mang lại lợi ích cho cộng đồng, thì cái đó là community marketing.
Cái loại thứ hai gọi là promotion marketing, là những cái loại mà ô hôm nay tôi có một món ăn mới, ví dụ như vậy, hoặc là nhà hàng của tôi discount 10% ngày hôm nay, hay là đó kiểu như là quảng cáo, hoặc là ô cái món này rất là ngon, hay là chúng tôi có một cái loại nước uống mới, ví dụ như vậy. Thì họ phân tích ra thì họ thấy á, cái hiệu quả của nó lên cái việc gọi là engagement với advocacy nó khác nhau. Engagement là cái sự tương tác kết nối của cái brand với lại khách hàng đó. Advocacy là cái chuyện mà khách hàng đó rất là thích cái brand đó và nói tốt cho cái brand đó, advocate cho cái brand đó. Thì cái hoạt động mà community marketing á, nó có tác động rất là tích cực tới hai cái chuyện này. Nhưng promotion marketing thì rất là tiêu cực, thấy không? Nếu mà bạn post promotional marketing lên á, thì người ta sẽ không engage, người ta sẽ không tương tác với bạn và người ta sẽ không lan truyền thông điệp của bạn. Dịch dịch ra tiếng Việt là gì nè? Nếu mà bạn lên social media để bán hàng, khách hàng sẽ không tương tác và họ sẽ không share. Bạn làm community marketing, khách hàng sẽ tương tác và khách hàng sẽ share. Thì cái chuyện này, cái engagement, cái advocacy á, và mặt dài hạn á, là nó làm tăng trưởng doanh số. Tăng trưởng doanh số. Cái promotional marketing á, mặc dù nó tăng trưởng doanh số trong ngắn hạn, nó tăng trưởng doanh số trong ngắn hạn, nhưng về mặt dài hạn á, là nó làm giảm engagement, advocacy và nó sẽ làm giảm sale. Trong khi đó community marketing á, là tăng tăng trong ngắn hạn luôn. Tăng ngắn hạn không bằng bằng promotion, nhưng mà tăng trong dài hạn thì rất là tốt. Đấy. Thì các bạn thấy là một cái hệ thống mà nó phức tạp, nó đòi hỏi những cái phương pháp nghiên cứu phức tạp để nó tìm ra là à, cái hệ thống này nên được vận hành như thế nào để có hiệu quả tối ưu. Thì cái vai trò của khoa học trong một cái hệ thống phức tạp như thế này rất là quan trọng. Ok, giờ để kết lại á, thì làm sao để làm IDM thành công? Để làm cho IDM thành công á, thì các bạn cần phải làm được 3 chuyện. Chọn các thành phần công nghệ chiếm 20% khả năng thành công của các bạn, các thành phần công nghệ. Đây. Bạn dùng cái gì để làm web? Bạn dùng công nghệ gì để làm web? Web không phải có một công nghệ đâu, rất là nhiều công nghệ và có rất là nhiều thứ bạn mới chọn. Để build một cái website mà tốt, các bạn phải chọn khoảng chừng mười mấy, hai mươi mấy, thậm chí là 40 mấy cái công nghệ khác nhau để làm ra một cái website gọi là good. Chứ không phải là làm là làm, có rất là nhiều công nghệ để làm web và bạn phải tích hợp nhiều công nghệ. Bản thân cái website là bạn phải lựa chọn ít nhất là mười mấy cái công nghệ khác nhau để làm. Ok. Rồi data, data cũng là phức tạp lắm. Bạn thu thập data bằng cái gì? Công nghệ gì? Phân tích bằng cái gì? Phân tích ra sao? Rồi đưa data lên trên bảng biểu như thế nào để bạn có thể ra được quyết định, thì rất là nhiều chọn lựa khác nhau. Cái việc mà chọn lựa công nghệ đúng á, nó đóng góp 20% cho cái việc IDM của bạn thành công hay không. Tại vì sao? Có rất là nhiều người nói chuyện với tôi là gặp những bài học rất là đau thương. Có nghĩa là làm website, làm đập đi xây lại, đập đi xây lại, đập đi xây lại cỡ coi như là 5 6 lần như vậy đó. Tại vì làm xong sau đó không bảo trì được, không vận hành được, hoặc là làm xong vận hành được vài năm cái team IT nó nghỉ, nó không chơi nữa, không biết làm sao hết, cũng tiêu. Hoặc là làm xong cái website chạy ngon lành một thời gian, cái sau này có công nghệ mới ra thì phải tích hợp cái công nghệ mới vào trong website, thì lúc đó mới phát hiện là a, cái website của mình không thể tích hợp với công nghệ đó được, giờ phải đập đi xây lại. Nói chung là bạn mà website mà bạn cứ đập đi xây lại cái chừng vài lần như vậy đó, là tiêu, đúng không? Không phải là tốn tiền không, mà bạn mất khách hàng, mất brand equity, mất đủ thứ hết.
không phải chỉ là cái tiền, không phải chỉ là cái tiền mà bỏ ra để mà xây website rồi đọc, xây rồi đọc, không phải vậy đâu. Mỗi lần bạn làm như vậy là bạn mất khách hàng, mất cơ hội kinh doanh và thậm chí mất luôn data ở đằng sau nữa. Thì cái chi phí đó rất là cao. Thành ra là chọn cái công nghệ ngay từ đầu, làm sao mà cái công nghệ đó nó phát triển lâu dài với bạn. Thứ nhất là cái công nghệ đó là gì? Mình chọn tiêu chí, chọn công nghệ của mình là bạn xài cái công nghệ đó, cái người làm việc cho bạn không thích nữa đi, bạn tuyển người khác vô vẫn làm được. Người đó đi, tuyển người khác vô vẫn phải làm được. Tất nhiên là cái công nghệ đó phải có nhiều người xài được. Thứ hai, công nghệ đó phải được bảo trì, bảo dưỡng và phát triển theo thời gian. Đó là cái công nghệ đó là phải năm bữa nửa tháng là phải upgrade một lần. Chứ bạn bạn làm cái website mà không không có nâng cấp upgrade cả chừng năm là nó lạc hậu rồi. Thì cái công nghệ đó nó phải có khả năng phát triển lâu dài theo thời gian. Công ty của bạn tồn tại 50 năm thì nó cũng phải tồn tại được 50 năm. Chứ không phải là cứ 2 năm đập lần, 3 năm đập xây lần, làm gì không được. Thứ ba là cái công nghệ đó nó phải tích hợp được những công nghệ khác. Có nghĩa là bạn hình dung như Lego vậy đó. Bạn làm vậy, xong rồi năm sau bạn muốn làm chuyện khác thì cái công nghệ mới đó có thể tích hợp vô được. Rồi cái công nghệ mới khác có thể tích hợp lên được, cái công nghệ mới thế có tích hợp lên được. Là cái chuyện mà bạn thêm tính năng vào website của bạn là cái chuyện thêm vào chứ không có cái vụ đập đi xây lại. Đó. Data cũng vậy, data cũng rất là quan trọng cho cái chuyện đấy. Thì chọn công nghệ nói nghe khó khăn như vậy đó, nhưng mà chỉ chiếm 20% khả năng thành công thôi. Nhưng mà chọn sai là thất bại chắc. Nếu mà chọn sai ngay từ đầu là sẽ thất bại. Thứ hai, tích hợp công nghệ vào hệ thống à, chiếm 30%. Làm sao những cái công nghệ này á làm việc được với nhau một cách trơn tru. Nguyên cái hệ thống này là bạn phải làm việc được trơn tru, không có problem này problem kia. Và khi mà những cái thành phần này được upgrade lên á là những phần khác vẫn phải tiếp tục làm được với nhau. Thì cái khả năng tích hợp đó cũng quan trọng lắm. Chiếm 30% khả năng thành công của bạn. Cái cuối cùng, quy trình vận hành chiếm 50%. Thường thường là những cái dự án này fail là fail về nhân sự, fail về quy trình chứ không phải fail về công nghệ. Ok, nếu mà có một cái team tư vấn tốt, thường là sẽ chọn được công nghệ tốt. Nếu mà có một cái team cứng, thường là sẽ tích hợp được công nghệ hệ thống ổn. Nhưng mà phần lớn fail là fail chỗ này nè. 50% là sẽ fail chỗ này. Tại sao? Cái nền tảng khoa học không có. Để vận hành được cái này phải bạn phải có nền tảng khoa học. Cái team mà build cái này là phải biết à cái quy trình nó phải như thế nào nó mới tối ưu. Mà cái quy trình nó không phải bạn làm ra nó tối ưu là tối ưu đâu, không phải. Nó tối ưu hôm nay nhưng mà ngày mai nó không còn tối ưu nữa và bạn phải thay đổi nó liên tục. Cái này là một cái learning system. Bạn thấy nó là cái learning system, nó thu thập data liên tục, nó học liên tục và nó thay đổi liên tục. Thì nếu mà không có một cái nền tảng khoa học vững chắc và cập nhật những cái kết quả nghiên cứu khoa học thường xuyên thì cái khả năng fail rất là lớn. Tại sao fail nữa? Mua công nghệ về tích hợp hệ thống xong, cái quy trình như vậy nhưng mà các cái bộ phận hành động á, là như vậy, vẫn là marketing, sale, customer service quýnh nhau mỗi ngày thì chắc chắn cái này fail.
Bạn làm sao bạn phải làm được cái chuyện này nè, và integrated digital marketing á, bạn làm sao mà ba cái bộ phận này á, là một cái team làm việc với nhau từ cái chỗ này tới cái chỗ này. Theo tôi nghĩ đó là một cái vấn đề khó, thứ gọi là hai cái khó nhất, một trong những hai thứ khó nhất, xây được một cái team có thể làm việc được từ chỗ này tới chỗ này với nhau và có khả năng tối ưu hóa hệ thống dựa trên những nghiên cứu khoa học. Đó là hai cái phần mà khó nhất, nhưng mà nó ảnh hưởng rất là lớn đến cái việc hệ thống của bạn thành công hay không. Ok, tóm lại là như thế này. IDM là cái chuyện mà chắc là các doanh nghiệp phải làm. Tại vì sao? Khi mà các bạn chỉ mua bán kiếm vài triệu, vài chục triệu, vài trăm triệu hoặc là 1-2 tỷ một năm, giống như là bán kem trộn người nọ, thì ok bạn có thể bán trên YouTube, bạn có thể bán trên Facebook, nhưng bạn không thể nào xây những cái doanh nghiệp mà hàng trăm tỷ trên những cái nền tảng đó được, đúng không? Bạn không thể nào để tài sản hàng trăm tỷ bạn trong tay của người khác được, đúng không? Không thể nào bạn để hàng trăm tỷ trong tay người khác được, mà hình như bạn đâu có để, bạn đâu có giờ đưa 100 tỷ đưa cho một người nào đó, ê, giữ giùm tôi đi, đúng không? Bạn không làm gì được. Thì những doanh nghiệp bắt đầu lớn lên thì không không thể tiếp tục như vậy được, bạn phải làm IDM. Và như mình nói đó, quảng cáo thì càng ngày sẽ càng mắc và càng ngày sẽ càng kém hiệu quả, và cái tương lai của quảng cáo là sẽ có giảm thôi, không có lên. Những cái hiệu quả quảng cáo nó sẽ giảm thì không có lên được đâu. Các nền tảng công nghệ sẽ đánh nhau, đang đánh nhau và sẽ đánh nhau, và sẽ đánh nhau càng ngày càng gay gắt. Thì chúng ta không thể nào để ví dụ như là Apple đánh Facebook, mình mất 20% doanh số, đâu được, đúng không? Tự nhiên một ngày nào đó Apple ra cái tin một cái đánh Facebook, hoặc là Google đánh Apple, xong cái bạn mất 20% doanh số, bạn bạn đâu có thể nào vận hành công ty mình theo cái kiểu đó được, đúng không? Vậy thì bạn phải nghĩ đến một cái cách xây dựng cái nền tảng của bạn nó bền vững hơn. Và xây dựng á, thì đây là cái mô hình, đây là cái hệ thống mà bạn cần để xây dựng. Cái hệ thống giống như cái nhà máy, đúng không? Nó phải có quy trình, nó phải có quy trình và nó phải có con người để thực hiện nó nữa. Các bạn xây hệ thống xong nhưng mà cái quy trình bạn không có tốt thì cũng không thể nào có sản phẩm tốt được, đúng không? Nhà máy tốt, quy trình tốt mà tổ chức hoạt động của con người, nhân viên ở trong đó không tốt thì cũng không thể nào ra sản phẩm tốt được. Thì bạn phải làm được cái gì? Bạn phải làm được một cái hệ thống tốt, một cái nhà máy tốt, bạn phải có một cái quy trình tốt, và bạn phải có được cái đội ngũ nhân sự phù hợp để vận hành cái quy trình đó trong cái nhà máy đó. À, và bạn phải làm được ba chuyện này: chọn được công nghệ đúng, phải tích hợp được công nghệ vào hệ thống, có được một cái nhà máy, có được cái nhà máy, cái hệ thống tốt rồi, để thiết kế một cái quy trình vận hành, một cái learning process tốt, và phải có một cái đội ngũ nhân sự đủ mạnh, đủ tốt để mà vận hành cái quy trình đấy. Mình xin kết thúc cái bài trình bày của mình ở đây. Và các bạn có câu hỏi gì đó các bạn? Có câu hỏi gì thì các bạn lên đây nha. Các bạn vào trong Facebook của Gmatech. Gmatech là cái nhóm mà mình lập ra để làm IDM. Đó, thì các bạn vào đây, các bạn comment ở đây, đây những cái comment này á, thì tôi sẽ trả lời sau khi mà bạn Thanh có một số cái điều muốn chia sẻ với các bạn, thì tôi sẽ quay lại trả lời những câu hỏi này. Các bạn muốn hỏi gì thì cứ cứ vào đây comment nha. Rồi, xin chào các bạn ha. Bây giờ mình sẽ trả lời các câu hỏi của các bạn đặt ra. Thì câu hỏi nào mà mình trả lời được live ở hôm nay thì mình sẽ trả lời. Còn nếu mà nhiều câu hỏi quá thì
những câu hỏi mà mình chưa có thời gian trả lời thì mình sẽ trả lời ở trên fanpage. Thành ra các bạn nhớ quay lại fanpage để đọc những câu trả lời sau này nha. Bây giờ mình câu hỏi đầu tiên. Câu hỏi đầu tiên của bạn Đinh Vũ Vân. Thầy cho em hỏi, trong giai đoạn đầu 3-6 tháng sau khi launching sản phẩm, nên tập trung vào việc xây dựng web traffic hay tập trung vào các lead chất lượng? Nếu mà bạn launch sản phẩm ra rồi thì bạn phải làm cả hai. Bạn không thể nào mà chỉ web traffic không nữa, mà bạn phải làm cả hai. Mà cái IDM á, cái hệ thống IDM á, là khi bạn thiết kế là bạn phải lường trước được nguyên cái quy trình luôn tới conversion và retention, chứ không chỉ tập trung vào. Thường là những cái campaign mà chỉ tập trung vào một hai mục tiêu á, nó dễ dẫn tới là nó sẽ fail những cái mục tiêu, những cái giai đoạn sau. Câu trả lời đầu tiên của mình. Câu hỏi số 2 của bạn Long Ly. Thầy cho em hỏi, doanh nghiệp vốn hóa bao nhiêu thì nên bắt đầu với IDM, hay tất cả SME nên bắt đầu với IDM? Chi phí 2 phần chính là tech và team IDM thế nào, nên chiếm bao nhiêu phần trăm của planning budget? Mình sẽ trả lời câu hỏi này. Doanh nghiệp vốn hóa thì mình không trả lời được cái vốn hóa bao nhiêu, tại vì có nhiều ngành nghề vốn hóa rất là cao nhưng mà vẫn không cần. Ví dụ như là có những cái doanh nghiệp họ chỉ có một hai khách hàng, một khách hàng đó có thể trị giá hàng hàng triệu đô hoặc vài triệu đô thì họ cũng không cần IDM. Mà mình nói lên là khi mà bạn làm xài IDM á, nó sẽ phù hợp với những cái doanh nghiệp nào mà bạn phải tương tác với một cái số lượng khách hàng tương đối là lớn, mà bạn không thể nào sử dụng gọi là giao tiếp người với người không mà giải quyết được cái việc mà phục vụ cho các khách hàng đó. Và cái doanh số của bạn đủ lớn, doanh số của bạn đủ lớn để mà bạn cảm thấy rằng nếu phụ thuộc vào những cái nền tảng công nghệ lớn như là Facebook hay là YouTube, họ có nhức đầu sổ mũi gì đó mà bạn mất cỡ chừng 20% doanh số, 50% doanh số mà bạn cảm thấy là như vậy là không chấp nhận được, thì bạn phải xây dựng. Đúng không? Khi mà bạn đang có một cái business của bạn đang trên những đang 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 chạy, đang quảng cáo, đang bán hàng trên những nền tảng khác, những tên nền tảng đó họ có vấn đề hoặc có cái gì đó mà doanh số bạn giảm 20%, 50%, bạn cảm thấy không chấp nhận được chuyện đấy thì bạn phải làm. Chi phí về phần tech và team của IDM như thế nào thì nó rất là vô chừng. Tại vì cái chuyện mà chọn tech á, nó phụ thuộc rất nhiều vào cái quy mô doanh nghiệp của bạn. Tức là khi mà một cái team tư vấn mà tốt đó, thì họ sẽ tư vấn cho bạn một cái task nó phù hợp với cái quy mô doanh nghiệp của bạn. Và nên chiếu bao nhiêu phần trăm trong planning budget? Thì cái phần task thực ra là chiếm một cái tỷ trọng khá là nhỏ trong cái budget. Những cái công nghệ này chiếm một cái tỷ trọng nhỏ, tại vì như hồi nãy mình nói đó, cái mà làm cho hệ thống có thành công hay không á, tech nó chỉ chiếm khoảng 20% thôi. Thì bạn cũng có thể nhìn vào đó, bạn hình dung được là cái budget bạn phân bổ là cũng phân bổ nó tương ứng như vậy, 20, 30 và 50. Câu hỏi thứ ba của bạn Lê Hoàng. Thưa thầy, giữa hai doanh nghiệp cùng xuất phát điểm trong môi trường bối cảnh 2021, giữa một doanh nghiệp ứng dụng IDM và một doanh nghiệp không ứng dụng thì hệ quả của hai doanh nghiệp sẽ như thế nào? Góc nhìn cá nhân của thầy.
Hồi nãy mình có trả lời một bạn ở phía trên rồi đó, thì cái việc mà cần sử dụng IDM hay không á, nó còn phụ thuộc vào cái bối cảnh của doanh nghiệp nữa. Nếu mà doanh nghiệp của các bạn á, mà phục vụ một số lượng nhỏ khách hàng, có rất là nhiều công ty rất là lớn nhưng mà có rất ít khách hàng. Ví dụ như là ở đây nè, có công ty tên là Fastly, họ chỉ có 5 khách hàng thôi nhưng mà trị giá công ty họ là cả chục tỷ đô la. Tại vì 5 khách hàng nó lớn lắm, nhưng mà nếu bạn chỉ có 5 khách hàng thì bạn không có cần phải làm như thế này, đúng không ạ? Thì nó còn phụ thuộc vào cái business của hai công ty đó như thế nào. Rồi bây giờ nếu mà trong cái trường hợp mà hai công ty cùng cùng một loại business và cùng cần làm IDM hết, thì làm IDM hay không làm IDM nó khác nhau như thế nào? Thì về mặt ngắn hạn á, thì có thể là bạn sẽ không nhìn thấy nhiều. Thì hiện giờ mà nói á, là bạn tất cả các business đều phải chuyển sang online. Nhưng mà online thì nó có nhiều loại online, bạn có thể làm IDM hoặc là các bạn có thể làm riêng rẽ từng cái component, hoặc là bạn đánh trên những cái bạn xây business trên những cái nền tảng. Thì xét về gọi là cái điểm khởi đầu á, thì các bạn sẽ không thấy nhiều khác biệt. Cái khác biệt á, là khi mà sóng gió nổi lên á, thì doanh nghiệp nào tồn tại được. Ví dụ như là Facebook có vấn đề với Apple, và cái chuyện này chắc chắn sẽ xảy ra, chỉ là lúc nào thôi. Apple, Google sẽ có vấn đề với nhau. Thì lúc đó thì những doanh nghiệp làm IDM họ có thể bị ảnh hưởng tầm đâu 5-10%. Bạn không làm IDM, bạn có thể ảnh hưởng 30%, 20%, thậm chí là 40-50%. Hoặc là cái nền tảng mà bạn đang xây dựng doanh nghiệp của bạn ở trên đó mà họ có vấn đề gì, giống như là Yewan bị YouTube ngừng hợp đồng á, là có thể là rớt, cái là doanh nghiệp của bạn là có thể đi đến phá sản. Thì cái điểm khởi đầu có thể là không khác nhau, nhưng mà khi có sóng gió nổi lên thì các bạn sẽ thấy được vấn đề. Tiếp theo nữa là khi bạn làm IDM, ngoài cái chuyện bạn vượt qua sóng gió dễ hơn, tác hại ít hơn, thì nó còn có một cái nữa là bạn sẽ phát triển bền vững hơn. Nghĩa là về mặt lâu dài, cái chi phí quảng cáo của bạn nó sẽ giảm đi theo thời gian. Bạn không làm IDM thì chi phí quảng cáo của bạn nó sẽ tăng lên theo thời gian. Thì bạn hình dung đi, hai công ty, một công ty thì chi phí quảng cáo càng ngày càng tăng, một công ty chi phí quảng cáo càng ngày càng giảm, thì về lâu dài thì công ty nào sẽ có lợi hơn? Ok, mình nghỉ xíu uống miếng nước. Câu hỏi số 4 của bạn Hồng Anh. Thưa thầy, xu hướng hiệu quả của quảng cáo là giảm. Vậy có tạo ra được sự hiển thị của thương hiệu sản phẩm, đặc biệt trong giai đoạn giới thiệu sản phẩm mới, với những công ty thương hiệu chưa đủ lớn, công ty có thể làm gì để tạo được độ nhận diện thương hiệu của sản phẩm? Ok. Câu hỏi này rất là thú vị, là khi mà doanh nghiệp của bạn còn nhỏ, thương hiệu thì mới, làm gì để người ta nhận diện được thương hiệu sản phẩm? Bạn có hai cách làm. Cách làm thứ nhất là các bạn sử dụng những cái nền tảng đang có, hoặc là bạn quảng cáo trên những nền tảng đó, hoặc là bạn bán hàng trên những nền tảng đó. Đúng không? Ví dụ như là bạn bán hàng trên Amazon, bạn quảng cáo trên Facebook, thì cái đó là một cái cách. Và cái cách đó thì sẽ làm cho bạn gọi là phụ thuộc vào những cái nền tảng đó vào thời điểm ban đầu. Ok, tôi nói vào thời điểm ban đầu. Cái cách thứ hai á, là bạn có thể xây organic từ từ lên bằng cách đó là sử dụng những cái chương trình sử dụng thử, hoặc là những cái gọi là content marketing. Đó, nó sẽ chậm hơn.
Nhưng mà kể cả hai cách đó thì bạn dùng cách nào cũng vậy, thì về mặt lâu dài, ngay cả khi bạn dựa trên những cái nền tảng đang có sẵn, ví dụ như Amazon hay Facebook, thì về lâu dài bạn vẫn phải tìm cách giảm cái sự lệ thuộc của mình vào. Lúc ban đầu bạn có thể dựa vào người ta, nhưng mà bạn phải từ từ bạn giảm cái lệ thuộc đó đi. Helen, từ từ để thầy trả lời xong em hãng post lên câu mới Helen ơi. Dạ vâng ạ, à, có rất nhiều câu hỏi em chờ thầy Dạ trả lời. thầy biết à, nhưng mà em post hai cái thì thầy sẽ có thể miss một cái à, form bạn à, từ bạn à, Nguyễn Kiến Trung Lê à. Thầy cho em hỏi, hiện tại em đã làm 14 năm trong ngành khác, kinh doanh thiết bị phòng thí nghiệm ở Việt Nam. Nhưng giờ em rất muốn chuyển hướng sang IDM, thầy cho em xin ý kiến. Ồ, thì bạn muốn chuyển hướng sang làm IDM thì việc đầu tiên là bạn nên đi học. Bạn đi học để bạn biết là cái hệ thống IDM nó vận hành như thế nào, xây dựng ra sao. Thì khi mà bạn học xong rồi á thì bạn nên áp dụng nó, tại vì học mà không có áp, mình nói vậy nè, marketing á học dễ lắm, làm mới khó. Thành ra là trong lớp học của mình á là mình bắt học viên phải làm, chứ không phải là vô nghe mình giảng xong thì thôi, vô là phải làm. Cái là nếu học viên vào lớp của mình là mình bắt build một cái IDM system, thì mấy sau sau này sẽ có dịp mấy bạn đó chia sẻ thì các bạn thấy là học cũng cực khổ lắm, nhưng mà thấy là mấy bạn đó nói là lớp học 3 tiếng một một buổi 3 tiếng, nhưng mà lúc nào cũng kết thúc 3 tiếng rưỡi, 3 tiếng 40 phút hết á, nó là mệt lắm nha, cũng phải cũng cũng ngồi học tiếp. Thì bạn nên bắt đầu bằng cách đi học, và nên nên chọn những cái nơi nào mà có cái phương pháp đào tạo mà bạn có thể thực hành được ngay trong lớp học. Câu số 5 của bạn Hồ Huy. À, hiện tại Việt Nam bán hàng F&B chủ yếu qua các app Grab, Bimin, Shopee, Spotee. Nếu xây dựng chuỗi cửa hàng F&B thì xây dựng IDM riêng hiệu quả không? Ở Việt Nam Coffee House trước đây không bán qua app, nhưng khi dịch đến phải bán qua app. Xin thầy cho lời khuyên. Ok. À. IDM không có nghĩa rằng chúng ta không chơi với các nền tảng. Các bạn thấy là trong cái hệ thống IDM của mình á, mình vừa mới đưa cho các bạn xem đó, là mình vẫn chơi với tất cả các nền tảng. Nhưng mà mình làm chuyện này nè. Mình phải có ngôi nhà của mình. Mình phải có ngôi nhà của mình và mình đừng có chơi với một nền tảng. Mình đã chơi là mình phải chơi với nhiều nền tảng. Tại sao? Khi mình chơi với nhiều nền tảng á, là mình chia đều cái rủi ro ra. Lỡ có anh nào hắt hơi sỉ sổ mũi á, thì mình rớt một kênh thôi, mấy kênh khác vẫn còn ok. Mình dựa vào một kênh á, mà kênh đó rớt là mình tiêu, đúng không ạ? Thì mình vẫn chơi với tất cả các nền tảng nhưng không phụ thuộc vào một nền tảng. Cái là cái thứ nhất. Cái thứ hai là mặc dù mình chơi với rất nhiều nền tảng, nhưng mình luôn luôn có một ngôi nhà của mình. Đã lỡ mà các nền tảng rớt hết thì mình vẫn còn có cái gì đó quay về. Đó. Thành ra là mình không không phản đối chuyện các bạn chơi với các nền tảng, thậm chí là mình rất ủng hộ bạn chơi với các nền tảng. Nhưng mà cái cách chơi với các nền tảng như thế nào á mới là cái chuyện đáng nói. À, câu hỏi tiếp theo của bạn Nguyễn Yến Trung Lê. Thầy cho em hỏi bình thường mất bao lâu để một người có thể thành một người làm IDM chuyên nghiệp? Câu này khó à. Cái này tại vì tùy thuộc mỗi người. Nhưng mà bạn muốn làm IDM á, thì bạn phải xác định là bạn làm cái gì trong cái hệ thống đó.
chứ khó để mà một mình có thể làm từ từ A đến Z lắm. Tại bạn thấy một cái hệ thống nó phức tạp như vậy mà nó cần nhiều thành phần như vậy, thì quan trọng là bạn phải xác định bạn muốn làm cái gì trong đó. Thì nếu mà bạn muốn làm cái người chọn công nghệ đó, cái người mà chọn công nghệ đó, là cái team của mình bên Mỹ á, mình có một bạn là vendor specialist, là cái bạn đó là chỉ làm một chuyện duy nhất thôi, đó là đánh giá các vendor. Ví dụ như là tôi nói là ồ, khách hàng này cần phải một cái hệ thống marketing automation, em đánh giá giùm anh là hệ thống nào là tốt nhất, phù hợp nhất cho doanh nghiệp này. Bạn đó phải làm research để coi là ok, cái hệ thống automation nào là phù hợp nhất. Thì specialist như vậy á, thì bạn cũng phải mất thời gian khá là lâu, tại vì bạn phải tìm hiểu nhiều công nghệ. Có những cái dạng specialist mà nhanh hơn, ví dụ như là nếu bạn muốn làm specialist trên trên web đi, bạn muốn làm một cái web marketing specialist, thì có thể là mất 2-3 tháng nếu bạn học tốt, 2-3 tháng bạn có thể hành nghề được. Bạn muốn làm người tích hợp hệ thống thì nó khó hơn, tại vì tích hợp hệ thống bạn phải hiểu tất cả các components của nó, bạn phải hiểu cách vận hành của nó, thì thời gian nó lâu hơn. Bạn muốn làm người mà làm process với lại build team á, thì cái thời gian nó là lâu, tại vì không những là bạn phải biết về technology, bạn biết tích hợp hệ thống, mà đương nhiên khi mà bạn làm cái ở đến cái mức level là process với là build team á, thì bạn không cần phải phải nhúng tay vô làm những cái gọi là những cái thao tác kỹ thuật, nhưng mà bạn phải hiểu nó để mà bạn nói chuyện với các bạn kỹ thuật làm cho bạn. Thì bạn phải nắm được tech, các bạn phải nắm được integration, các bạn phải biết marketing, bạn phải biết consumer behavior. Thì cái đó có, nếu mà bạn muốn mà làm gọi là tương đối tốt á, chắc nó phải mất 4-5 năm gì đấy, nếu mà bạn chịu khó học hỏi. Dạ thầy ơi, em nghĩ là 11 giờ rồi và vẫn còn gọi là hai ba câu hỏi rất là value thôi. Thì em cũng xin thông tin là mình sẽ chốt cái danh sách feedback form sớm trong khi thầy kết thúc hai ba câu hỏi tới nữa. Thì các bạn nếu mà ai vẫn còn chưa làm feedback form á, thì mình nhanh chóng làm feedback ha, để mình có cơ hội nhận những học bổng của lớp IDM2 sắp tới. À, thì hiện tại là khoảng tầm chỉ mới có tầm 100 bạn làm feedback form thôi. Thì cơ hội sẽ nhiều hơn cho 100 bạn đó. Ý là vậy. Rồi, xin thầy có thể trả lời thêm khoảng tầm 2 đến 3 câu hỏi nữa thì mình có thể kết thúc ạ. Ok. Mình trả lời thêm 2 câu nữa nha. Dạ, không biết thầy thấy Rồi, đó. rồi. Dạ. Câu của Nguyễn Linh Chi. Câu của bạn Nguyễn Linh Chi. Thầy có kinh nghiệm gì để chia sẻ cho doanh nghiệp chuyển đổi từ cấu trúc team marketing sale customer service sang integrated không ạ? À? Do mỗi team đã có nghiệp vụ vận hành và nhiều năm rất khó để thay đổi và đưa vào vận hành email mới. Ok. Thì câu hỏi của bạn Chi là chia sẻ gì về cái chuyện mà cấu trúc team marketing sale customer service sang IDM, và mỗi team có nghiệp vụ vận hành đã nhiều năm rất khó thay đổi và đưa vào vận hành mô hình mới. Ok, thì cái này mình, đó là chuyên môn của mình mà, thật ra là tất nhiên là mình có kinh nghiệm rồi. Cái này ngoài cái việc mà bạn hiểu được cái quy trình nghiệp vụ của ba bộ phận này á,
thì bạn phải hiểu được một cái chuyên môn nó gọi là change management. Bạn bạn muốn đổi cấu trúc của một công ty thì bạn phải hiểu cái dynamic của công ty đó và làm sao change được cái cấu trúc đó. Cái chuyện change này á, nó không có diễn ra một cách gọi là mechanic, có nghĩa là không phải là bạn thuyết phục ban giám đốc xong ban giám đốc nói ê bây giờ sale, marketing, customer service làm việc chung nhau đi, bây giờ gom ba cái thành một làm đi. Không làm được đâu. Đúng là bạn bạn nói cái vấn đề đó là đúng đó, không làm gì được. Thì bạn phải có một cái approach rất là từ từ. Đó. Thì nếu mà muốn làm được chuyện này á, là bạn phải nắm được cái kỹ thuật đó, nó gọi là change management. Tức là bạn phải change cái cấu trúc của một cái công ty nó từ từ mà bạn biết cái lộ trình đó. Mình ví dụ nha, mình ví dụ thôi chứ không phải là mình nói các bạn là phải làm theo nha. Tại vì để làm chuyện này bạn phải hiểu được cái lộ trình của từng công ty. Bạn phải hiểu, bạn vào bạn tìm hiểu coi cái business process ra làm sao. Cái gọi là cái politics trong công ty nó đang diễn ra làm sao bạn mới làm được. Đừng áp dụng cái này máy móc nha, nhưng mình ví dụ. Cái việc mà tôi hay làm á đó là tôi tạo ra một cái gọi là cross functional team. Cross functional team có nghĩa là một cái team. Bây giờ tôi lấy một bạn marketing, một bạn sale, một bạn customer service. Tôi cho ba bạn đó ngồi chung với nhau, tôi thành lập một cái team. Và tôi sẽ đưa ra cái KPI cho cái team đó là làm sao cho ba cái bộ phận này hoạt động nó phối hợp chặt chẽ hơn. Đó. Thì thường á là cái đó là cái bước đầu tiên mà tôi làm. Thì cái cross functional team đó, đó nó sẽ làm cho ba cái bộ phận này hiểu nhau hơn. Bạn biết là ba bộ phận này á, nếu mà họ tạo thành những cái silo cho công ty đó politics dữ lắm, thì cái chuyện mà tạo là cái cross functional team á là nó sẽ smooth cái giai đoạn đầu. Thì cái chuyện mà pick cái member trong cái cross functional team á cũng quan trọng lắm, bạn phải pick được cái người nào mà influence được cái department của họ. Đó. Thì bản thân cái chuyện đó nó tạo cho những cái bạn này cái nó gọi là ownership của cái change. Và bạn nó sẽ đương nhiên nó có nhiều cái kỹ thuật lắm, nhưng mà the point là bạn phải làm nó từ từ, bạn phải có sự hiểu biết cái dynamic của cái các bộ phận đó và phải làm từ từ. Câu hỏi cuối cùng, bạn Giang Đỗ, thầy cho em hỏi là concept omnichannel có được xem với integrated digital marketing không? Ok, cảm ơn bạn, câu hỏi rất là thú vị. Omnichannel là định hướng, cái khái niệm omnichannel là nó cái khái niệm về khách hàng, nhắm tới khách hàng. Có nghĩa là làm sao mà khách hàng khi mà tương tác với các cái touch point của công ty á, thì công ty mình có rất là nhiều touch point đúng không? Có quảng cáo, có website, có cửa hàng. Thì làm sao mà khi mà họ tương tác với mình ở các cái touch point khác nhau thì cái trải nghiệm của họ là consistent. Thứ hai nữa là nó không có bị, không có những cái break, có nghĩa là nó smooth. Ví dụ như là tôi xem một cái gì đó online trên một trang web của công ty, tôi bỏ vào shopping cart, xong rồi tôi tới cửa hàng tôi pick up được, hoặc là tôi tới cửa hàng tôi mua, tôi xem cái gì đó, nhân viên tư vấn xong cái về nhà cái tôi lên web tôi muốn mua cái chuyện đó, thì cái data nó flow làm sao cái experience của khách hàng á, là nó phải consistent. Thì cái đó gọi là omnichannel. Thì omnichannel là cái khái niệm hướng về những cái customer experience. Integrated digital marketing là nó xây dựng cái hệ thống và cái process ở bên trong công ty. Nhưng mà nói vậy, nếu mà bạn muốn làm omnichannel là bạn phải có IDM. Bạn không có IDM, bạn không làm omnichannel được, đúng không ạ? À? Nếu mà marketing, sale, customer service của bạn mỗi mỗi anh chạy một đường, mỗi anh có một cách đi rồi không có integrate được với nhau thì không thể nào bạn làm omnichannel được.
Bạn muốn làm omnichannel, bạn phải có IDM trước. Ok, mình nghĩ là bây giờ là cũng trễ rồi. Trước tiên á là mình sẽ nói là những cái câu hỏi mà bạn để lại trên fanpage á, thì mình sẽ trả lời từ từ theo thời gian. Tại vì mình cũng đang đang bận lắm, đang đang có nhiều bận lắm, nhưng mình sẽ trả lời những câu hỏi của bạn theo thời gian, nhưng mà mình sẽ trả lời, các bạn yên tâm mình sẽ trả lời. Thứ hai nữa là mình cảm ơn tất cả các bạn đã bỏ cái buổi sáng chủ nhật tới đây để nghe mình chia sẻ về một cái đề tài, không biết là có mới hay không, nhưng mà mình nghĩ là nó rất là cần trong thời điểm hiện nay cho các doanh nghiệp, không phải là ở Việt Nam đâu mà ở Mỹ cũng thế thôi. Cái dự án Majima Tech của mình á, tại sao mình build nó thì có nhiều lý do lắm, nhưng mà cho mình nói chuyện tham vọng tí xíu đi. Nhân sự ở Mỹ đang thiếu lắm, digital marketing đang 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 super hot ở đây, nhân sự thiếu đến mức độ mà tiền lương vừa rồi á đã tăng lên 30% vẫn không tuyển đủ người. Bên này tụi mình tuyển người khó lắm, khó từ cái là tuyển từ những cái người mà làm technical cho tới những người system integration process càng khó nữa, và tuyển giáo sư cũng khó nữa. Mình đang tuyển giáo sư ra trường mà tuyển coi như là cũng trời vi trọc vải lắm. Ok. Thành ra là mình cũng muốn là nhân nhân lực Việt Nam mình đó, vừa giỏi vừa trẻ, em học hỏi. Tại sao mình không làm rồi mình kiếm khách hàng ở Mỹ? Đúng không? Vậy đó, đấy, làm digital marketing các bạn ngồi ở Việt Nam các bạn làm ở Mỹ thoải mái mà, đâu có vấn đề gì đâu. Và thực ra là hiện giờ trong cái lớp IDM 1 của mình đang dạy đó, có nhiều bạn đang làm chuyện đó rồi. Có một số bạn đang ngồi ở Việt Nam mà bán hàng ở Anh, ở Mỹ. Nhưng mà mấy bạn đó bán thì thấy là phụ thuộc vào các cái nền tảng gì quá, là các bạn đó muốn có một cái cách tiếp cận nó hiệu quả hơn, nó căn cơ hơn, thật ra mấy bạn đi học. Nhưng mà cái chuyện mà ngồi Việt Nam làm marketing ở Anh, ở Mỹ thì không hiếm đâu. Cảm ơn các bạn nha, cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian ra tham dự với nhóm, và mình xin gửi lời cảm ơn tới ba bạn đã giúp mình tổ chức cái webinar này. Nếu mà không có ba em thì chắc là thầy không không tổ chức được một cái webinar được suôn sẻ như thế này. Cảm ơn Thanh, các bạn thấy bạn Thanh rồi đúng không? Nãy giờ bạn Thanh làm MC cho chương trình đó. Thì Thanh Thanh hiện giờ là đang làm trong 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 team của mình đó, là Thanh nắm phần là website, CRM, analytics. Và thứ hai, người thứ hai là Helen Helen Huỳnh. Helen, chào mọi người đi em. Helen Huỳnh là chuyên gia về các nền tảng lớn như là Google và Facebook. Thì Helen Huỳnh là chuyên gia đốt tiền của nhóm. Chạy quảng cáo mà, Helen Huỳnh đã từng đốt những dự án hàng triệu đô một tháng rồi. Đốt giỏi lắm. Đó là Helen Huỳnh. Bạn thứ ba là Hải Anh. Hải Anh em ơi, cho cái camera lên Hải Anh. Hay là Hải Anh đang mắc tiếp chat cho chủ sở rồi. Em nghĩ vậy, tại vì từ lúc mà thầy giới thiệu rồi từ lúc mà mọi người biết về khóa IDM á, thì có rất rất nhiều các bạn và các anh chị mình chat cái thông tin về lớp IDM tiếp theo á thầy. Dạ. Đấy, cho nên là chắc là anh cũng khá là bận. Hải Anh là thành phần không thể thiếu được, tại vì Hải Anh là cái người mà đứng đằng sau hết tất cả những cái giao diện chat mà các bạn nãy giờ chat đó, đó là Hải Anh take care cái chuyện đấy. Đó là người hùng mà giấu mặt, đúng không? Người hùng giấu mặt của Chiến binh hero. Dạ vâng ạ. nhóm mình có thêm một bạn nữa là performance marketer, nhưng mà bạn đó hôm nay không có tham dự tại vì bạn đó đang có việc khác phải làm. Thì đó là Hoàng, Hoàng là performance marketer và chuyên môn optimize những cái process cho nhóm.
Tới đây thì mình